Đêm thanh hiên nguyệt giữa kề, nhìn xem thế sự náo nề tâm can. Tự ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm trần cấu chẳng màng vinh quê. Trần hoàng thiện tinh ơi còn mê, thêm lời dục thúc mi gói về đàn tu. Dốc lòng dạch đi ngút cơ mây mù, đặng diệu ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tô cầu thuận gió ơi qua mưa, an hòa nhân vật nghi phước thừa trời ban. Tô cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tô cầu yên nước lợi nhà, cửu quyền thất tổ diêm la thoát hình. Tô cầu Phật kỳ quá tánh tình, lưỡi mê chẳng buộc nhé ơi mình tiêu dao. Tô cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tô cầu bệnh tật cơ tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Tô cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm ơi ngựa xe, đeo tuồng mộng quyền lập lè sắc hương. Tô cầu trăm mi khó hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tô cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tô cầu thoát khỏi xích xiền, giữa kề chân Phật xa miền trần lao. Tô cầu chống hết binh đau, gặp đời bình trị xiết bao vui vầy. Mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điểm ngọc trò thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước cơ duyên, nghe lời phiến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối ơi quyền thâm, quy đầu Phật pháp mưa khỏi lâm mưa tai nàng. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thánh kính vì người trên. Hiếu trung lòng chớ
dội quên. Sống lo trọn đạo thác lên nữ tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lãnh lời vua Mỹ học rày kệ kinh. Trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Lòng tai nghe rõ giọng đờn, không dây không phím quán hờn cũng không. Đờn tay rồi lại đờn đông, trách trong ba tánh gặp sông quên nguồn. Phạm trần như chỉ rối cuồng, mà còn say đắm theo tuồng lẳng lơ. Lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hận hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục cười lại ghiền, ghiền cho đến lúc mi chúng khiên quan tài. Nhắm mắt cùng nắm hai tay, đâu đem tiền của đêm dài hầu non. Chỉ có ơi, tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm khoáng cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tinh toan. Ngày nay sớm ơi đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khốn luân hồi. Có muốn ước mơ làm gì, hào quán mà hiển sắc vàng, là của tiên hoàng minh đế thánh dương. Hào quán chiếu đỏ lộ xương, đó là của nước thiên dương rõ ràng. Hào quang xanh của tần hoàng, hào quang sắc trắng của tay dễ mà. Cho nên ngày nó chiếu ra, mười ba tháng chín hiện ra rõ ràng. Nói cho già sẽ đắng tàn, viết đời gần chơi không xa mà chân. Phật trời chiếu ơi rõ đi cơn, có nghe không ép làm ngơ không này. Xem trong nam quốc gái trai, không kiến tông tổ theo loài khuyên ương. Dành nhau kết quán gây thù, nói thì nói xéo theo loài người lang.
khoe mình tài trí đã đoan. Không chỉ tình tú chế sáng ngủ hành, nói rằng loài quỷ xuân xanh, cho nên thần nữ theo hành hai kinh, làm cho gia quyến bất bình. Nhỏ không nhìn lớn tay mình ngộ ngang, khỏi trần mà đặng bình an, nhờ đâu mà lại chế hàng ngủ dương. Quái tâm vàng vật núi mình, cũng là trong hội ngũ dương vậy ai mà. Năm vị con của Ngọc Hoàng, cho nên cõi thế coi mà năm cung. Đại giang là liễu lục cung, coi về cõi nước chuyển luân cho trần. Đại lâm là mộc tinh quân, coi theo tháo mộc vàng dân đều nhờ. Đại địa là vị thổ quan, coi về sở đất cho trần hạ đây. Vạn dân gia đạo an hòa, hoặc là tử tán cũng là thổ quan. Quả tinh là vì lửa hồng, làm cho chính vật được trần độ thân. Kim tinh là ngọc bảo châu, có diêm có mễ mà núi cõi trần. Năm vị vốn thiệt năm thần, chẳng thiếu nở trần sao lại réo kêu. Bởi cõi trần hạ trớ chiêu, dễ kêu thì tới coi dài làm sao. Thấy đời tôi lại ngáo ngáo, rùa thôi rất độc lẽ nào dám dung. Rùa kêu cố hỷ thượng cung, bà quá bà thủy lại kêu thánh thần. Năm non bãi núi bà hồng, ôm hoàng dịch lệ lại kêu bài bàn. Lại kêu tinh tú vậy mà, cứu phẩm lĩnh bà mười phẩm cung cô. Rủa kêu khắp hết thần linh, lại chê thần thánh chẳng linh chút nào. Cho nên mười chín cõi vào trần gian, chơi trách hỗn hào đừng than. Cũng đừng ý sức nghiên ngang, thánh thần không phải là hàng tại sai. Nói cho thiên hạ gái trai, từ đây viết tới chẳng sai với trần. Nói cho mà giữ lấy thân, đông tây nam bắc
mười phần còn hai. Cửa trời bốn phía mở thay, trách lòng bá tánh giải hoài không tin. Không truyền chê Phật chẳng linh, truyền giao bá tánh tại sao không gì. Xét trong thiên hạ vậy thì, hùng hào xa ngục như tiếng đời đồn xa. Người hiền thì ở trong gia, quê mùa nào biết tây tàn chi đâu. Hùng hào thông thảo quận châu, mã tà cái đội ngục nào cùng mê thông. Thấy vậy mà não mà nồng, gầm trong thiên hạ như chim trong lòng. Cớ sao chẳng xét lấy thân, cứ lo bé nàng như chống thần chống tiên. Cho nên nhiều kẻ lụy liên, Phật trời thấy vậy nào yên trong lòng. Cho hàng chư sĩ quan âm, giáo người trần hạ kẻo lầm thần tiên. Ở sao chẳng biết làm hiền, cứ lo tranh đấu hết tiền mới thôi. Thấy ai đối khó cút coi, chẳng thương thì chơi biết ai đoạn ai trường. Sang giàu như ngựa buôn cương, bằng ý sĩ điện như chuông ai đàn vàng. Chữ rằng như bằng phú khó toan, xả thân cầu đạo nào mang công danh. Sang giàu mà chẳng làm lành, sao bằng tích đức để dành ngày sau. Khó nghèo tích đức như đèn, sang giàu hung mát như kèn bi ai. Xuân hồi thì hạ mới lại, thu qua đông lại nào sai đâu là. Bây giờ khác thể vậy ai mà, bốn mùa tám tiết vậy mà đổi xây. Thuở nay đông chót xuống đông, bây giờ xuân chót đông hầu là thay. Từ đây tuất hời tới đây, Phật trời tây đổi đông tây khác mùa. Giá Phật chưa biết tới chùa, bình định thời mới biết chùa đế dương. Màu kỳ tam cõi đăng đàn, cảnh tấn thì mới hiểu
thiết đàn phân ngôi. Nhân quý chư Phật ta bà, nhân dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Hương thái dài nhỏ dài to, dài hơn dài thiệt sao dân sông dò. Cứ lo chửi dối đôi con, không biết niệm Phật mà lo cứu ơi mình. Có rùa kêu reo thần linh, hễ kêu thì tới chồng xin mặt tình. Linh thần là gì thần quan, thượng đồng cố hỷ con vua ngọc mây hoàng. Bãi là bãi phẩm nương nương, năm ông vốn thiệt Phật dương cõi trần. Năm non bãi núi chư thần, thủy long một cõi long cung giang hà. Chúa sư là quân vậy mà, cứu phẩm lĩnh bà vốn thị cửu cung. Ôn hoàng dịch lệ rất hung, đại càng nam hải quốc gia cửu trùng. Nói cho thiên hạ hai cùng, nếu kêu thì tới khó dung cho trần. Phật biểu tôi giáo nhân dân, khuyên trong già trẻ gái trai khá từ. Nếu mà rủa nơi hư thân, rủa người khác thể dung phân cho người. Dầu ai làm quê thì cười, khuyên người sửa lại chớ đừng rủa chi. Chửi rủa mà có ích gì, chửi thời mang hoài, rủa thời mang tay. Quan công nào phải tay sai, cho nên cõi thế lại sai đến ngày. Bất kỳ già trẻ gái trai, giận nhau thì lại kêu mà quan công. Nói rằng quan đế chẳng linh, dẫn hầu bé hồng nó đi cho rồi. Quan công hiển thánh về trời, có đâu ở thế cho trần hạ sai. Thấy vậy tôi lại phiền hoài, quan công không phải thiếu tiền gì đoan. Mấy đứa họ hết nín ngang, hãy cho quan đế đàn tràng dự. Lại sai thái tử na trang,
thần tướng chầu bái cõi dài. Giáo truyền khắp hết Đông Tây, bốn phương thần thánh khó mà dung cho. Nói cho mà giữ mà lo, đừng quên thói cũ mà bò nghêu ngao. Phải dò lòng biển càng sâu, lên non mới biết non là bao cao. Hễ là cần thị trí, cần sớm khi điệu cần lắm biết rừng. Ngó lên mây bạc chính tình, hai đàn tội phước nửa mừng nửa than. Thân tôi giấc ngủ nào an, thương đời trần hạ thác quá mà sầu. Bởi chân chẳng biết càng sâu, cho nên mắt phải vào nơi thập mây sầu. Chết đâm chết chém rơi đầu, là người trộm cướp nào mà trách ai. Chết mà da thịt không quay, là kêu thần thánh mà sai bắt người. Chết mà còn nói còn cười, là khi trong cõi ngũ hành chẳng linh. Chết mà mê sáng trong mình, khinh khi thất tổ của mình chẳng linh. Chết mà lo sợ hãi kinh, là khi trời Phật nên mình thác quan. Chết mà chẳng thấy trối than, là thiếu ôn dịch nên mang khốn nghèo. Chết mà trôi nổi như bèo, ý vào tổn đức phạt dài thảm thay. Chết mà bất cập tri cơ, tại là háo sắc ước mơ mái hồng. Chết mà thân thể sẽ xài, tại là lấy vợ giết chồng người ta. Chết mà thân thể chẳng hoài, tại mình ác đức chết mà theo thay. Thấy đời mà lại tội tay, xin người dương thế phải suy lấy đời. Cũng đừng khi Phật ngạo trời, cũng đừng khi dễ dễ mà tội phong. Cũng đừng chửi gió mắng giông, cũng đừng khi dễ thấm thần
chẳng nghi linh. Cũng đừng chọc gái tốt xinh, cũng đừng vua xa mà thân chẳng toàn. Cái ác tùng thiên thời an, dầu cho có mắt tai nàng cùng qua. Cuộc đời khó nổi xét ra, còn nhiều cách thảm còn sai bởi cần. Lớp thời hành bình trên không, lớp thời thủy lục mê lớp lối ra đồng. Lớp thời đi đạp ra trong, lớp thì có cách châu thân ai chẳng lành. Lớp thời ông kiến cắn mình, lớp thời ma quỷ hành hình ôm đau. Lớp thời ôi nhọt rớt vào, chết thiệt trăm đàn mau rớt nên mau. Giáng mà tu niệm dồi trao, thời có trời Phật mau mau độ mình. Nếu còn quen tánh bất minh, Phật trời thần thánh đâu dung bất bình. Cứ lôi nhân đức thời hơn, cầu trời sẵn Phật độ cơn hiểm nghèo. Nghinh ngang như thế ơi, bầu đèo có ngày dũng cúng mà trong mây nổi gì. Nói cho già trẻ xét suy, người tu nào có ai đi bao giờ. Theo đến mẫu chuyện 86, tu tiến chớ tu lùi. Lúc Đức Thầy ở Sài Gòn, bà Hai Quỳnh Thị Cưỡng là em thứ tư bà Quỳnh Thị Lịnh ở Tòng Sơn. Sau khi được quy y với Đức Thầy, hai bà về nhà cố gắng lo tu thân hành thiện. Hằng ngày thường xem sám giảng của Đức Thầy là một quyển kinh nhật tụng. Và khi đọc đến câu chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh, thì hai bà bàn tán với nhau. Bà Hai nói với bà Tư: "Dì Tư à, thầy bảo chay bốn bữa ấy là quy tắc, mà mình ăn 6 ngày lại làm thêm 1 năm 3 tháng nữa, sợ e trái lời thầy có lỗi." Bà Tư nói: "Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ khi chưa quy y thì mình đã ăn theo truyền thống của cha mẹ theo thiền lâm. Bây giờ đã quy y với Đức Thầy thì phải ăn lại 4 ngày, chứ ăn dư sợ e có lỗi với thầy quá vậy." Bà Hai ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn biết rõ hơn, chị em mình nên đi lên Sài Gòn trước là thăm Đức Thầy, sau nhờ Thầy dạy cho mình biết coi nên để y hay sửa lại." Bàn tán xong, vài ngày sau hai bà đến Sài Gòn. Khi ra mắt Đức Thầy, bà Tư lẹ miệng bạch: "Dạ bạch Thầy, chị em con lên thăm Thầy và nhờ Thầy dạy cho chúng con biết một việc. Nguyên trước kia chưa quy y với Thầy thì chị em con ăn chay theo thiền lâm 1 tháng 6 ngày,
với 3 tháng tam ngôn. Nay thầy dạy ăn 4 ngày, vậy bây giờ chúng con ăn bớt lại hay là ăn luôn, nhờ thầy chỉ dạy. Với nét mặt từ bi, Đức Thầy mỉm cười bảo: Thở nhỏ cô đi học lớp mấy trước nhất? Dạ bạch thầy, đầu tiên con học lớp 5. Đức Thầy hỏi tiếp: Rồi năm sau con học lớp mấy? Dạ bạch thầy, năm sau con học lớp 4. Đức Thầy dạy: mới thì học lớp 5, sau thì lên lớp 4, rồi đến lớp 3, lớp 2, lớp nhất. Nên nhớ, càng học thì càng lên, chứ không ai học xuống bao giờ. Sự tu cũng vậy, các cô ăn mỗi tháng 6 ngày, một năm 3 tháng là tốt lắm, cớ sao đổi ăn bớt lại. Sở dĩ thầy dạy chay 4 bữa, đó là nguyên tắc đầu tiên của người sơ học. Phải tùy trình độ của họ mà cho họ tập sự theo điều kiện tối thiểu. Rồi khi trình độ giác ngộ khá lên, sẽ từ từ tiến, chứ chẳng lẽ ở một chỗ hoài sao? Nên nhớ, tu phải là tu lên, chứ đừng tu xuống nhé. Thuật theo lời cô tu sĩ Lý Mỹ Phước, con gái của bà Hai Cưỡng. Lời bình: Các đấng cứu thế ra đời, bao giờ cũng phải tùy duyên quá độ. Cũng như đấng cha lành, lúc nào cũng phải biết rõ cố tật của con thơ. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, khi quá độ đệ tử, trước tiên Ngài cũng dạy cho hàng đệ tử tại gia ăn chay mỗi tháng chỉ có 2 ngày, là ngày mùng 1 và ngày rằm. Nếu mà khi trình độ giác ngộ của họ tiến quá, họ sẽ phát hiện từ bi và từ từ ăn 6 hoặc 10 ngày hoặc trường chay. Đó là diệu dụng của bậc đại giác thường hành tới phương diện giác tha. Một hôm ông Cò Tào Hảo trong câu chuyện đàm luận đạo đức với Đức Thầy, ông nói: Tôi thấy pháp môn của Ngài dạy tu giải thoát, còn bên Tam Kỳ người ta dạy tu tiên. Nhưng mà bên Tam Kỳ người ta ăn chay trường rất nhiều, còn Ngài dạy sau có 4 ngày thì làm sao giải thoát được? Đức Thầy trả lời: Mình là người đạo Phật rồi, sở dĩ tôi dạy tín đồ ăn chay 4 ngày, đó là quy tắc tối thiểu là 4 ngày, rồi tự nơi họ nhận thức cho rõ ràng sẽ tiến lên và chứng bậc thính văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật vô số đếm tính. Còn nếu tôi bắt người ta ăn chay trường thì người ta làm không nổi, vì họ chưa nhận thức rõ từ chỗ 4 bữa, rồi họ nhận thức được từ từ tiến lên. Cái đó mới là kết quả, còn bắt buộc sẽ không có kết quả mà. Qua câu chuyện trên, thấy rằng Đức Thầy cũng như Đức Phật bao giờ cũng tùy duyên quá độ, cũng như phương pháp tập bơi lội của các đứa trẻ. Khi nó biết lội, nó cảm thấy sợ nước lắm, nên mẹ phải dùng phao và theo sát bên nó. Đôi khi nó còn không chịu lội nữa, nhưng đến lúc lội giỏi rồi thì nó thấy ham thích. Dù không được mẹ bảo, chúng vẫn đòi tắm bơi lội. Chúng ta có phúc duyên gặp được chân lý siêu màu của Tổ Thầy, nên cố gắng tu tiến chớ tu lùi. Tiếp theo đến mẫu chuyện 87, bài tà hiển chánh. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy ra đời tại Hòa Hảo. Lúc ấy tôi chưa biết gia đình của Đức ông và cũng chưa biết Đức Thầy. Gia quyến tôi trước kia thọ pháp với một vị sư tự Hai Cung ở Mỹ Luông, cũng căn gốc của Đức Phật Thầy và Đức Cố Quảng. Bỗng nhiên một hôm Đức Thầy gửi ông sư cung 2 quyển giảng, quyển nhất và quyển nhì. Ngày 9 tháng 4 năm Kỷ Mão, người anh tôi có bệnh, rước ông Hai Cung đến nhà. Ông mang theo 2 quyển giảng Đức Thầy gửi cho ông, nhân lúc trị bệnh cho anh tôi đem ra đọc và giải nghĩa cho ông nghe. Tôi đọc xong 2 quyển giảng, nhận xét chân lý, tâm hồn tôi vừa phục vừa kính mến Đức Thầy và nghĩ rằng Đức Phật Thầy Tây An tái sanh. Liền khi ấy, đêm mùng 9 tháng 11 năm Kỷ Mão, tôi cầu nguyện cửu huyền và xin phép ông sư cung để được đến ra mắt Đức Thầy. Rạng ngày 10 tháng 11, gặp dịp may có người ở xóm đem vợ xuống thầy trị bệnh, tôi liền quá giang đến tổ đình. Lúc bấy giờ, sáng ngày 11 tháng 11, khi đến thầy đang thuyết pháp, đến quyển giảng thứ 4, thầy ngưng lại hỏi tôi: Mới qua Hương Quảng,
Và Đức Thầy nói luôn những chuyện ông sư cung thầy trước của tôi, làm cho tôi sửng sốt. Tôi nhận thầy là một đấng tiên tri. Liền đó tôi xin phép thầy để được chép quyển tư, tức quyển Giác Mê Tâm Kệ. Khi đang chép, thầy tới lui coi tôi chép, và thầy dặn chép cho thật kỹ từ nét từ dấu, đừng để trật dấu, trật một chữ mất nghĩa một câu. Đây lần đầu tiên tôi đặt cả đức tin nơi lòng. Qua ngày 12 tháng 11, tôi trở về gia đình trình giới của quyền cùng thân mẫu và yêu cầu ông sư cho phép được quy y với đức thầy. Được sự đồng ý của gia đình và sư cung, tôi thọ giáo quy y thầy. Đức thầy biết tất cả hình thức gia đình tôi, thầy giải rằng: trước kia hư quảng còn mê, nay tỉnh ngộ nghe lời thầy dạy. Bức trần điều mà hư quảng làm bàn thờ chư vị ở nhà để y như vậy làm ngôi tam bảo thờ Phật. Bên hữu thờ bà Độ Mạng thì dẹp đi, bên tả thờ ông Táo cũng dẹp luôn. Thầy cắt nghĩa: đúng là bà Cửu Thiên, bà Chúa Tiên, thời này mấy bà đã vào hàng Phật rồi. Vậy hương quảng về kiếm bông qua nước lã và cầu nguyện giải như vậy. Hồi trước tôi còn mê nên thờ vậy, nay tôi quy y theo thầy. Thầy tôi dạy: nếu thật là bà Cửu Thiên quyền nữ thì chứng minh cho tôi thỉnh về ngôi tam bảo thờ chung với Phật để tôi sùng bái. Còn ai ở đây hưởng đồ cúng kiến, xin đi chỗ khác mà kiếm ăn. Từ đây tôi không còn cúng kiến nữa. Trang ông Táo cũng vậy rồi dẹp. Tôi vâng lời, làm y theo lời thầy dạy. Và từ đó tôi thường lui tới viếng thăm đức thầy. Đến ngày 10 tháng 12 năm Kỷ Mão, tôi đến viếng thầy lối 7-8 giờ sáng. Ngày đó làng Hòa Hảo cúng cầu an tại đình thần. Đức thầy đứng dưới mé sông trước tổ đình, bỗng thầy đi thẳng lên bước vào nhà. Thầy cười và nói: thật tức cười cho các ông hương chức hội tề làng Hòa Hảo hết sức. Cười gì vậy thầy Tứ? Đức ông hỏi. Đức thầy chỉ xuống đình và nói: ông cả không thấy sao? 12 vị hương chức hội tề xúm nhau đâm họng con heo, đem ngay trước bàn thần, rồi rác nhau bận áo dài bịt khăn đóng lại con heo mà đền tội sát sanh chưa rồi, chứ thần nào chứng mà ăn. Lúc đó tôi có đứa con thứ ba, năm đó đúng 12 tuổi. Tôi có ký bán cho ông Táo một con heo, đúng 12 tuổi sẽ cúng. Tôi đã nuôi sẵn một con heo, mà định đến ngày 25 tháng Chạp năm Mẹo, đúng lời giái sẽ cúng trả lễ. Tôi đem chuyện ấy bạch với đức thầy. Thầy cười và nói rằng: Phật Táo ngài làm việc với Đức Ngọc Đế, chứ không có ở dưới trần nuôi con cho chúng sanh đặng ăn thịt heo. Hương quảng hãy đem bán con heo đó đặng chi độ trong gia đình và tránh tội sát sanh. Nếu ai đòi thì nói thầy tôi không cho cúng, thầy lãnh cho. Và thầy dạy thêm: không nên cúng hạn, dưng căn đổ đốt, thôi nôi, đầy tháng gì hết, chỉ cúng cửu huyền thất tổ mà thôi. Nhờ ơn đức quay linh của tổ thầy, gia đình tôi từ lúc theo thầy học đạo đến nay 35 năm khỏi tốn hao cúng chè sôi, và gia quyến cũng không bệnh hoạn đau ốm chi cả. Từ đó cứ 10 bữa nửa tháng là tôi đến viếng thăm thầy. Tôi có hỏi thêm nhiều chi tiết về ăn chay, thầy dạy: ăn chay 4 ngày, còn ăn 6 ngày hoặc 10 ngày cũng được. Thầy dạy 4 ngày là những người chưa từng chay lạc, nên thầy dạy 4 ngày cho hạng người ấy để tập ăn, còn ai dùng nhiều được thì tốt. Về việc niệm Phật, tôi bạch với đức thầy, được thầy dạy: chữ lục tự trì tâm bất diệt. Tôi hỏi tiếp: khi đi tiểu ở trần có niệm Phật được không thầy? Đức thầy cười và nói rằng: hương quảng đi tiểu, đi cầu vẫn niệm Phật được. Đó là hương quảng tưởng Phật, chứ không phải hương quảng rủ Phật lại mà có lỗi. Ngoại trừ khi gần gũi vợ chồng niệm không được, thuật theo lời ông Quỳnh Hữu Hạnh. Lời bình: đức thầy dạy ông Quỳnh Hữu Hạnh, tức hương quảng chiến, nên dẹp sự thờ cúng lễ mễ theo lối dị đoan, mà cũng là lời khuyến cáo chung cho tất cả hàng môn đệ. Hay nói một cách khác là một tiếng chuông đánh thức những kẻ mê mờ chưa hiểu rõ chân lý. Bởi vì đấng vô hình chân chánh thì không ăn của hối,
kẻ tà ma, thì ta không nên phượng thờ, mà chúng sẽ ăn quen, rước họa cho gia đình ta. Thế nên, người chánh tín tâm hồn lúc nào cũng được tự tại an nhiên. Nếu mình tự xưng là tín đồ, còn chấp nhận sự phụng thờ hoặc cúng kiến phiền phức, sẽ lạc vào nẻo tà, không thể được mở mang trí huệ và khó thoát khỏi lưới ma. Ta hãy nghe lời từ huấn của Đức Tôn Sư. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, đến mẫu chuyện 88, Trái Bí Đao. Năm Kỷ Mão 1939, tại Cù Lao Ba, xã Vĩnh Trường, quận An Phú, Châu Đốc, có một tín đồ cao đài tên là Hai Tạo. Ông có người vợ tên là Ngô, thọ bệnh rất nặng, đã điều trị nhiều thầy mà không thuyên giảm, cả bác sĩ cũng chạy luôn. Lúc ấy có ông Năm Công là người ở cùng xóm, mới chỉ cho ông biết rằng ở Hòa Hảo có ông Tư trị bệnh hay lắm, nên chở bà Hai xuống đó mai ra tặng mạnh chắc. Nghe lời ông Năm Công, ông Tạo cùng con gái là cô Thiêu và bà Thái Thị Quý, tự là Hai Giáo, là cháu gọi ông Hai Tạo bằng chú, chở bà Hai Tạo ra đi. Khi đến tổ đình, ông Tạo liền lên ra mắt và nhờ Đức Thầy cứu độ vợ ông. Đức Thầy bảo ông xuống sông múc xuôi theo dòng nước cho bệnh nhân uống. Rồi Đức Thầy buộc dây chuối cả hai tay lẫn chân cho người bệnh, thì bệnh nhân được thuyên giảm đôi phần. Ngài lại bảo thêm, nếu muốn cho bệnh nhân mau hết thì hãy đem ba món đồ hiện có nơi đây liền bỏ xuống sông, thì bệnh sẽ hoàn toàn dứt hẳn. Lúc ấy Đức Thầy nhìn ngay cô Thiêu, vì cô ấy có đeo ba món đồ. Một là sợi dây chuyền, là một chiếc đồng hồ và một cái khâu, thải đều bằng đồng cả. Song thời ấy rất có giá trị. Vì thấy cô Thiêu tiếc của còn mãi chần chờ, nên bà Hai Giáo khuyên cô nên vì chữ hiếu mà làm cho mẹ sớm bình phục. Cô Thiêu liền mở ba món đồ ném xuống sông. Khi ra về, Đức Thầy bảo thêm, chỉ cần một trái bí đao, một ít đường phèn, nước mưa nấu cho bệnh nhân uống sẽ mau bình phục. Trên đường về từ sông Tiền Giang tới sông Hậu, vượt qua nước xoáy Dàm Nao hướng Châu Đốc chừng vài mươi thước, bà Hai Giáo bơi mũi trông thấy trái bí đao trôi trên mặt nước liền vớt. Nhưng bị trật đi, cô Thiêu phía sau vớt được và để sao chót lái xuồng. Khi đến nhà, mọi người phân chia công việc, kẻ kiếm nước mưa, người kiếm đường phèn, còn cô Thiêu lo xẻ gọt trái bí đao. Khi xẻ trái bí đao ra, cô Thiêu xanh mặt vì ba món đồ của cô đã liệm xuống sông Hòa Hảo nay lại nằm trong ruột trái bí đao. Lúc ấy, mọi người nghe chuyện đều ngạc nhiên và kính phục sự quyền diệu của Đức Thầy. Còn bệnh nhân, sau khi đã uống thuốc xong ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trong mình bình phục hoàn toàn. Nhờ cảm kích ân đức của Đức Thầy đã cứu bệnh và khâm phục diệu dụng thần thông cùng lời thuyết pháp di diệu thầm thâm của Đức Thầy, nên bà Hai Giáo âm thầm phát nguyện quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Sau đó, bà có thỉnh được một quyển sám giảng của Đức Thầy, nên bà quan hỷ đem giới thiệu cho chú bà là ông Hai, vốn sẵn lòng cảm kính. Nên khi đọc qua sám giảng, cả gia đình ông Tạo đều công nhận Đức Thầy là một vị Phật sống tại thế. Do đó, cả gia đình ông cùng một số thân thuộc khác đồng nguyện quy y theo Phật giáo Hòa Hảo, cả hình thức lẫn tinh thần. Mẫu chuyện này do bà Hai Giáo là người trong cuộc kể lại. Lúc trước, bà ở Cù Lao Ba, hiện nay bà ngủ tại ấp Long Châu, xã Thạnh Mỹ Tây, quận Châu Phú, tỉnh An Giang. Lời bình: câu chuyện này cũng như nhiều câu chuyện khác, mục đích chính của Đức Thầy là dạy đạo để cứu đời. Nhưng đối với kẻ ít căn lành, Ngài cũng phải dùng phép nhất quán lợi hành để độ họ. Chứ nếu không dùng quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh, thì họ sẽ không có dịp cảm kính ân đức, cũng đâu có dịp được thấm nhuần pháp vũ. Vợ ông Tạo được mạnh tuy là quý, nhưng đâu bằng cái quý của người đã gặp Phật pháp và phát nguyện quy y tu hành. Cứu bệnh chỉ là giải cái khổ nhất thời, còn tu hành thì mới giải được cái khổ triền miên nhiều đời nhiều kiếp. Đức Thầy đã ra đời như dần thái dương rọi tan đám sương mù,
Dù đối với kẻ độn căn hay lợi trí đều được nhường gọi đức ân. Thật phúc duyên thay cho những ai là những người sanh vào đời mạt hạ mà được gặp giáo pháp của tổ thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 89 thể hiện từ bi. Hồi đức thầy còn ở Sài Gòn, ông Năm Lửa tức Trần Văn Soái thường gần gũi đức thầy, lo vũ mùng vũ chiếu để tạo công đức. Bữa nọ ông Năm dạch trong cái gối tái bèo của đức thầy nằm, thấy ba con rệp cắn máu no tròn. Ông đem ra giết hết ba con, tay giết nhưng miệng ông còn nói cắn cắn cắn. Tối lại đức thầy về, vừa nằm xuống thì ngài giật mình ngồi dậy và bảo: ông Năm, ông Lửa đâu? Ông Lửa: dạ. Và đứng khoanh tay. Thầy nói tiếp: con rệp nó cắn tôi chứ nó cắn ông sao mà ông giết nó? Tôi nói cho ông nghe là con rệp nó cắn tôi chứ không phải cắn ông à. Lúc đó ông Năm không nói gì. Qua bữa sau, khi ông vũ mùng cho đức thầy cũng thấy ba con rệp cắn no tròn như hôm qua. Lúc bấy giờ ông không giết như lần trước nữa. Ông mới nghĩ trong tâm rằng chắc mấy người trong nhà mép với đức thầy. Nghĩ xong, ông mới lấy cái chung bắt ba con rệp bỏ vào, bịt miệng lại và rình coi không có ai, mới đem ra bỏ sau đồng phơi nắng. Sau đó đức thầy về, tối lại mới vừa nằm xuống thì ngài cũng ngồi phắt dậy và kêu: ông Lửa! Ông Lửa chạy lại phanh tay: bạch thầy chứ con chi? Tôi đã nói với ông là con rệp nó cắn tôi chớ cắn ông sao mà ông giết nó hoài vậy? Lần trước thì ông giết người ta một cái chết tốt, còn đỡ. Lần này ông đem người ta phơi nắng, thật tội nghiệp cho chúng nó quá. Đức thầy nói vậy rồi thôi cũng bỏ qua. Đến ngày sau, chiều lại ông Năm cũng vũ mùng như thường bữa. Hôm nay thì ông gặp ba con rệp máu no tròn như bữa trước. Ông lấy làm lạ lùng vô cùng. Ông mới nói: được rồi, bữa nay tao cho mày cắn nghe. Ông nói vừa dứt thì ông há miệng bỏ ba con rệp vào trong miệng nuốt tốt và lẩm bẩm: mày vô trong bụng của tao cắn đi. Tối lại cũng y như hai lần trước, đức thầy vừa nằm xuống thì ngồi dậy mà kêu ông Năm Lửa: ông Năm Lửa đâu, ra biểu coi. Ông Năm ra, đức thầy mới nói: chà, lần trước thì giết, lần kế thì phơi nắng, rồi bây giờ ông nuốt luôn. Ông uống thuốc này chắc là mạnh dữ à. Lần sau chót này, đức thầy lại vui chứ không rầy như hai lần trước, vì thấy ông Năm Lửa quá tôn kính đức thầy, thuật theo lời bà ký giỏi. Lời bình: ai cũng biết ông Năm Lửa trước kia là một tay ngang dọc lẫy lừng, bình sanh ông không hề khuất phục một ai. Ông tên là Trần Văn Soái, mà tánh quá nóng nảy nên người ta kêu gọi thành danh là Năm Lửa. Sau khi quy y với đức thầy, vì quá kính phục đức độ cao cả của ngài nên nguyện theo bên cạnh ngài và sớm hôm hầu hạ. Tuy đã được thầy chỉ dạy không cho sát giết mà mang nhiều tội lỗi và mất đức từ bi, nhưng bởi thương kính thầy nên ông nóng ruột vì ba con rệp cắn thầy mình. Tuy biết lòng thành kính của đệ tử như vậy, nhưng ngài vẫn rầy ông Năm Lửa, bởi vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là mỗi chúng sanh đều có tánh Phật, nên lúc nào ngài cũng không muốn chúng sanh phải chém giết nhau, mạnh hiếp yếu, khôn lấn dại. Có lần ở Bưng Biệm, vì thấy mũi cắn đức thầy quá mà ngài chỉ đuổi chứ không đập. Anh em tín đồ thấy thế, đợi đến lúc thầy ngủ, các ông lén đập mũi cho ngài, bị thầy quở và dạy: ai biểu các ông làm vậy? Nó nhờ máu người mà nó sống, nếu ta không cho thì đuổi đi. Hơn nữa nó cũng có Phật tánh, nó cùng ta không khác, nhưng sở dĩ nó chưa bằng là vì nghiệp còn nhiều. Vậy lòng từ bi chúng ta sẵn có, ta cấm các anh em chẳng nên đánh đập chúng nó mà mang tội lớn. Cao quý thay lòng từ bi của bậc đại giác, bao giờ cũng ban tình thương của tâm từ bi và bình đẳng. Dù loài vật nhỏ vẫn yêu thương không nỡ sát hại, chúng ta hôm nay nên cố gắng noi theo đức độ cao cả của ngài mà tế nhân độ vật để nuôi lớn từ tâm, hầu có tăng cao công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Tiếp theo đến mẫu chuyện 90, rủa con. Ở Phú Thuận có hai vợ chồng người nọ đem một người con gái lối 18 tuổi đến cho Đức Thầy trị bệnh. Thầy dòm người con gái nói: tại sao lại hại người ta thế? Người con gái rất lanh trả lời: cha mẹ tôi gả vợ cho tôi lâu lắm rồi kia mà, chớ nào phải tôi dám làm ngang. Đức Thầy nói với cha mẹ người con gái: tại bà tất cả, lúc con này 7 tuổi bà có rủa đồ Hà Bá đéo, cho nên thần Hà Bá dưới sông như vậy mới nhập vào con bà từ đó đến nay. Sự việc làm cho bà này chứng hững, vì con bà cũng bắt đầu sanh men mép từ đó đến giờ. Đức Thầy khuyên bà từ nay trở về sau chẳng nên rủa con nữa, nên đem lời hiền lành mà quá chúng. Rồi Ngài quay sang đứa con gái nói: thôi, người ta đã ăn năn rồi, ngươi phải trở về chỗ cũ, từ nay đừng làm chuyện sằng bậy nữa. Vừa nói, Ngài vừa ngậm nước phun vào mặt, tức thì người này té ra, dày lâu tỉnh lại và nói chuyện tỉnh táo như thường. Cha mẹ người này cảm ơn rối rít, Đức Thầy khuyên ông bà nên ăn chay, niệm Phật và làm lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời bình: nhiều người không rõ tai hại của khẩu nghiệp, nên mỗi khi tức giận thì họ kêu mời khỏi ấm mà trù rủa. Người phụ nữ trên đây cũng ở vào trường hợp đó, nhưng đến khi đau ốm thì khóc than khẩn vái cúng kiến tà ma, vì thấy chúng sanh lầm lạc như thế nên Đức Giáo Chủ từ bi phán dạy: khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Từ khi nghe được những lời từ huấn của Ngài, người ta mới biết được sự tai hại của khẩu nghiệp mà chừa bỏ rất nhiều. Câu chuyện trên cho ta thấy rõ, người không biết giữ gìn khẩu nghiệp thường buông lời nói ác hoặc kêu mời cõi âm mà khiến sai mời thỉnh, chẳng những mang tội ác khẩu mà còn gặp lắm tai họa cho gia đình mình. Chừng đó mới hối tiếc khóc than thì ôi thôi, đã quá muộn màng. Ta hãy nghe lời từ huấn của Đức Tôn Sư: lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoạn chánh hiện từ, tức thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đều đắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 91, đi tìm Phật. Năm 1966, tôi được thụ huấn khóa đào tạo giảng viên truyền bá giáo lý trung ương tại thánh địa Hòa Hảo. Bỗng được tin cô ký giỏi về viếng tổ đình, vốn sẵn tánh hiếu kỳ, tôi muốn được biết cô ký, vì tôi nghĩ cô chắc có nhiều duyên phước lớn mới được theo hầu Đức Thầy và được Ngài quan lâm đến ngụ tại nhà trong thời gian truyền đạo, và nhất là muốn được nghe cô kể chuyện bên Thầy, mà lúc nào tôi cũng khao khát được nghe. Ý đã quyết định, nên chiều hôm ấy tôi rủ vài bạn nữ khóa sinh cùng đi, và định nghỉ đêm tại tổ đình cùng cô ký để nghe cô kể chuyện. Khi đến nơi, chúng tôi chào hỏi, cô cháu được biết nhau trong bầu không khí vui tươi. Tôi nói: thưa cô hai, chúng con từ trước đến nay nghe tiếng cô nhưng chưa gặp mặt, hôm nay mới được biết cô. Thưa cô, chú cháu là kẻ sinh sao nở mù, rất khao khát biết được những mẫu chuyện chung quanh Đức Thầy, mà cô là người có nhiều duyên phước được hầu Thầy. Vậy tối nay chú cháu xin ở đây một đêm, nhờ cô kể cho chú cháu được nghe những mẫu chuyện suốt thời gian cô được theo Thầy. Cô ký tươi cười đáp: ờ được, mấy cháu ở đây đi, cô kể hoài cũng được nữa, tưởng gì chớ kể chuyện bên Thầy cô sẵn sàng lắm. Thế là sau thời cúng tối, tôi bắt đầu đặt câu hỏi với cô hai, giống như một nhà phóng viên đi tìm tin tức cho báo chí. Mở đầu câu chuyện tôi hỏi: thưa cô hai, chúng cháu muốn biết nguyên nhân gì
cô ở Bạc Liêu mà sớm được gặp Đức Thầy để quy y. Cô cười nói, để cô kể cho các cháu nghe, kỳ diệu lắm cháu ơi. Đâu phải khi không mà cô được gặp Thầy và quy y đâu. Cháu biết không, cô là dân Tây, đâu có phải dễ gì tin Phật Pháp mà tu. Một bữa nọ cô nằm mộng, thấy cha cô về rầy cô và nói, Phật đã xuống thế rồi mà sao con không chịu tu? Nè, cha cho con biết, nếu cứ mãi mê danh lợi thì sao khổ đừng than trách, ăn năn cũng chẳng kịp nghe con. Phật xuống thế kỳ này là cơ tận diệt, nếu không tu thì vĩnh kiếp chịu đọa nghe con, nếu không tu là đại bất hiếu nghe con. Cô bị cha rầy quá tai, cô khóc nức nở và nói, thưa cha, con biết Phật ở đâu mà tìm, tu làm sao mà tu? Cha cô nói, con đi theo cha sẽ gặp Phật. Thế là cô đi theo cha cô đến một cảnh giới xinh đẹp, nhất là một hồ sen rất to. Dưới hồ có rất nhiều hoa đua nở, chính giữa hồ có một hoa sen thật lớn, có hào quang sáng rực, lại có một người tướng mạo xinh đẹp đứng trên đó. Cha cô nói, này con hãy nhìn cho kỹ, vị đang đứng tại hoa sen lớn đó là vị Phật đã giáng thế tại Việt Nam rồi đó con. Con nhớ tìm cho được vị này mà quy y, nhìn kỹ nghe con. Cô dạ dạ và chăm nhìn từ đầu tới chân. Khi tỉnh giấc, cô rờ biết mình đã khóc ướt gối và kể lại cho ông Ký nghe, xin ông để cô đi tìm Phật. Vốn sẵn có duyên lành nên ông Ký chấp thuận. Thế là sáng ra cô kêu tài xế lái xe chở cô đi tìm Phật. Cô nghĩ chắc Phật thì ở núi, thôi mình đi cạnh núi. Con đường đi từ Bạc Liêu dài lên, đi tới đâu cô cũng hỏi thăm chỗ nào có vị linh thính hoặc kỳ hành, cô đều đến gặp mặt, coi phải là vị Phật mình được trông thấy trong mộng không. Trải qua 3 ngày, cô đi tới Châu Đốc, có người chỉ ở Tân Châu có ông đạo linh lắm. Cô không đi núi, liền cho xe đi thẳng về Tân Châu. Khi đến nơi, gặp ông đạo đó cũng không phải, lòng cô buồn bã lắm. Hỏi thăm thì người ta chỉ ở Hòa Hảo có ông đạo còn trẻ mà sáng suốt, có nhiều điểm đặc biệt thoát tục. Nghe đến ông đạo này, cô thấy lòng mừng khắp khởi và nôn đi tìm coi có phải không. Ghé chợ mua một ít trái cây rồi đi thẳng tới Hòa Hảo. Khi xe gần đến tổ đình khiến cô không ngồi yên, như mình sắp gặp cha mẹ chết đi sống lại. Gần tới chợ Mỹ Lương là cô ngồi ló đầu ra ngoài để tìm kiếm. Có lẽ Đức Thầy đã biết nên Ngài ra đứng tại cửa ngõ, đưa mắt nhìn ra đường. Bỗng cô hô lên cho xe ngừng lại vì đã gặp Đức Thầy, người mà cô đã thấy đứng trên hoa sen trong mộng. Cô bước xuống xe làm lễ Thầy, được Thầy nghiêng mình đáp lễ. Lén nhìn Thầy từ đầu tới chân, quả đúng rồi, vị Phật mà mấy ngày qua cô hằng tìm kiếm. Cô khóc nức nở, dù ráng kềm cũng không được. Cô khóc thật lớn và tủi tắm tức, làm cho chú tài xế và mấy người chung quanh chẳng biết sự việc gì. Biết mình là vợ một thầy ký mà khóc om sòm như con nít cũng quá kỳ, nhưng không làm sao nín được. Cô phải ôm mặt chạy tốt vào nhà bếp, nhưng vẫn khóc càng lớn hơn. Đến nỗi bà cô, nội tổ của Đức Thầy ở nhà trên cũng nghe, nên bà hỏi, ai làm gì mà khóc dữ quá vậy? Đức Thầy cười nói, cháu ông Lưu ạ. Rồi Đức Thầy bước xuống nói, thôi chớ khóc hoài sao. Con ơi, tự nhiên cô nín dứt như kè, liền đi rửa mặt và ở lại đây mấy ngày để nghe pháp và quy y thuật theo lời cô Võ Thị Độc. Tiếp theo đến mẫu chuyện 92, theo bầy mới sống. Tại miền Đông, nhà ông Tư Đức vào một ngày cuối năm 1946, khi dần dương vừa ngã nghiêng sau đỉnh núi, tại đây có một bầy vịt ước chừng vài chục con, sắc lông trắng ngà, kéo nhau đi ra bờ sông. Trong bầy vịt đang đi, thình lình bỗng có 2 con ngã lăn ra vì bị gió đập. Bây giờ Đức Thầy hiện diện nơi đây, Ngài bước tới chỗ 2 con vật mắc bệnh kia, rồi lấy tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng chúng. 2 con vật từ từ đứng dậy, Ngài đưa tay nâng lên và đẩy nhẹ chúng nó đi.
Hai con vịt nhờ vậy chạy theo nhập bọn với đàn vịt vừa đi phía trước. Đức Thầy đứng dậy, lúc ấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Hiệp. Ngài phán rằng: Vịt nhờ nương bầy nên mới sống, nếu đứng riêng thì nó đã chết rồi. Thuật theo rút từ bi. Sau đây là lời phụ bình. Điểm trước tiên, chúng ta nhận thấy nơi đây một sự quyền diệu mà buổi đầu độ bình cho nhân dân, Đức Thầy thường áp dụng mật giáo. Kể đến ta thấy Ngài cho ta một bài học đoàn kết thân ái với nhau mà nhiều nơi kinh giảng Ngài thường nhắc lại. Lòng trẻ thảo biết đoàn, biết cơ kết phi sắc phàm, mê mệt ở đâu này. Ở đoạn khác Ngài kêu gọi: Anh em lớn nhỏ hoài về, hiệp nhau một khối chớ hề phân ly. Trong bài Thu Đà Cuối, Ngài cho biết: Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực của dòng theo đến mẫu chuyện 93, một bài ngụ ngôn. Vào buổi mai vừa vén màn sương lạnh của ngày tàn đông năm Kỷ Mão, mấy chậu kiển khóm qua trúc nơi Kim Sơn Tự đều có vẻ thơ thới, nhất là cây quỳnh mai trên mỗi cành ôm đầy ấp những nụ vàng như cười tiễn tiếp đông thiên và sẵn sàng chờ đón mùa xuân bước tới. Đức Thầy dừng chân giữa sân hoa, Ngài vừa nhìn kiển vật vừa trầm ngâm suy tư. Bên đường làng người qua lại tấp nập. Bỗng Đức Thầy chú ý đến toán người vừa lướt nhanh qua cổng ngoài. Trên tay họ hoặc mang hoặc xách những chiếc bội đương rất mỹ thuật, với những chú gà ngoài cắt lông cạo cửa trông rất quay phong. Chúng cất lên những tiếng gái hăng độ, ý chừng muốn ăn tươi nước sống đồng bài chúng, hoặc vừa nghe tiếng gái, hoặc vừa trông thấy được bồng ảnh trên tay của người đồng hành bên kia. Cảm xúc trước cảnh ấy, Đức Thầy đọc lên một bài thơ tứ tuyệt. Gà cổ coi vậy thiệt là ngu, nói giống không thương lại quán thù, thiên tích cao đầu làm mắt lạ là ngâm đọc xong bài thơ, Đức Thầy trở lại nơi phòng tiếp tục công trình hoằng pháp. Sau đây là lời phụ bình. Trên đây là một bài ngụ ngôn không hơn không kém. Nếu khi xưa Phan Văn Trị đã làm bài ngụ ngôn về những cá lia thia để dụng ý chê trách những người vì lo vì đai mà mãi miệng nịnh với thực dân pháp để trở lại buôn nước hại nòi, thì ở đây Đức Thầy cũng đem câu chuyện gà nhà bôi mặt đá nhau mà ngụ ý khuyên can những ai vì lợi quyền, vì ích kỷ mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, để đến phải trở mặt thù hằn, ganh ghét lẫn nhau. Chỉ vỏn vẹn 28 chữ những câu thơ trên, quả là lời thuyết pháp, thuyết về lòng nhân không hiếu sát, thuyết về si mê không biên kiến, nhẫn tâm sát hại lẫn nhau, thuyết về lòng người tráo trở, xoay lưng sắp mặt với đồng loại. Nhìn vào tấm gương quen hố mà loài gà trống đã thể hiện, loài người nên tránh xa, suy nghĩ ít vẫn thấy hay. Mà càng ngẫm nghĩ thật nhiều thì cái ngụ ý của Đức Thầy càng cho ta một bài học thâm trầm biết mấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện 94. Quy y thì phải làm y. Năm Canh Thìn 1940,
Một ngày đẹp trời, quần chúng đến ý kiến Đức Thầy rất đông. Họ sắp hàng nhau, kẻ đứng người ngồi, tụ họp đầy trước đường ở tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Lời của Đức Thầy trong sáng hấp dẫn lạ lùng, khiến mọi người chăm chú như say sưa. Bỗng một đoàn phụ nữ khoảng 20 người từ ngoài tiến vào, vái chào Đức Thầy, rồi xếp hàng chen vào đám đông này. Đức Thầy hỏi: các bà từ xưa đến đây hẳn là mộ đạo và chắc có quy y. Một bà đứng tuổi cúi đầu nhỏ nhẹ thưa: bà thầy, chúng con đã quy y đạo Phật, mong theo Phật để tu hành. Đức Thầy đáp: được lắm, biết đạo là quý, nhưng từ trước đến nay phần đông quy y là chỉ để y không làm theo. Bây giờ quy y thì phải làm y. Mấy bà nên sửa mình, trao tâm và niệm Phật. Rồi Đức Thầy nói thêm: việc niệm Phật phải cho bền, phải niệm niệm tùng tâm khởi niệm sáu chữ Di Đà, đi đứng nằm ngồi đều tưởng niệm không quên. Bữa củi, giả gạo, xách nước, nấu cơm đều niệm được cả, thuật theo đúng từ bi. Sau đây là lời phụ huynh. Hai chữ quy y đã có từ thế kỷ thứ 6, và người quy y từ xưa đến nay không số đếm tính cho hết được. Nhưng phần đông người ta thường quy y rồi cứ để y, chứ không hề cải sửa. Để ý thức chung quần chúng, Ngài nói với quý bà tín nữ như trên, cốt để cho chúng ta biết sự tu hành là do ở chỗ trao tâm, sửa tánh và chuyên nhất niệm Phật. Ngài dạy: Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Ở một đoạn khác Ngài dạy: ráng trì tâm tưởng niệm căn thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc thì dù trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng được thành. Bởi muốn cho tín đồ biết được ý nghĩa của chữ quy y mà nhất tâm trao sửa, nên Ngài đã viết ở một đoạn khác như sau: quy y đầu Phật là nín nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá chấp lời, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Chúng ta là người học đạo, muốn khỏi khổ luân hồi, tiến triển trên con đường giải thoát, lúc nào cũng cúi đầu tuân thủ lời thánh huấn của tổ thầy, mới khỏi uổng công cửu quyền đợi trong nơi chính xuống. Tiếp theo đến mẫu chuyện 95, ngài thầy trở lại. Bà Úc có kể mẫu chuyện như sau: lúc Đức Thầy còn ở tổ đình, có lần thầy qua nhà ông Út, lúc đó có đủ mặt. Ông Út bảo Đức Thầy nói: sau này có thời gian tôi xa vắng tín đồ tôi, không một ai biết tôi ở đâu mà tìm, làm cho tín đồ tôi phải buồn tủi lắm. Nhưng đó chẳng qua là một cơn thử thách thôi. Đức Thầy nói tiếp: ông Út bảo biết không, lần trước họ bắt tôi không cho họ bắt. Nhưng lần sau tôi đến cho họ bắt, lúc đó tôi dùng quá thân cho họ bắt tôi, từ đó làm cho tôi xa vắng tín đồ tôi luôn. Ông Út hỏi: rồi thầy về không thầy? Đức Thầy đã về chứ, nhưng ông nên nhớ là tôi sẽ về nguyên sát cũ, nghĩa là đi xa về vậy, chứ không có gì thay đổi. Ông Út hỏi: như vậy thầy về luôn hay sao thầy? Đức Thầy đáp: không, tôi chỉ về một thời gian ngắn để sắp xếp công việc rồi đi nữa.
mà tôi báo cho ông Úc bà Úc hay nha. Khi tôi nhắm mặt rồi, ở nhà có chú thần ghi chép hết các việc làm không sai một mãi. Khi tôi về thì các ông đem làm sổ, cuốn nào cũng lấy dày cộm, kẻ nào chân tu, kẻ nào giả tu, giữ giới hay không giữ giới, hung ác hay lương thiện đều được ăn kết kỹ lưỡng hết. Khi tôi xét bộ xong rồi mới niêm yết lại, từ đó về sau không còn ăn năn sám hối được nữa. Nhưng tôi về chỉ 7 ngày là phải vắt mặt nữa. Ông Úc hỏi: sao thầy về mau quá vậy thầy? Ông Úc hỏi: tới đây đức thầy lộ sắc buồn, cháu đốn mày nói: vì lúc đó là thời kỳ của năm chèo nổi lên sát phạt nhân sanh, chết vô số kể. Nếu tôi ở lại thì làm sao khỏi động lòng, mà ra tay bắt nó sớm thì sẽ có tội với thiên đình, nên phải vắt mặt để nó trị cho hết người hung, rồi mới trở về mà thâu nó. Đức thầy nói tiếp: khi năm chèo nổi lên, không phải nó nuốt riêng một nước mình nghe ông Úc bảo, mà các nước cũng bị nó nuốt nữa. Nếu là người hung thì đều bị nó nuốt tất cả, còn người hiền thì ở đó nó cũng chẳng làm gì, mà tu hành như bảo Úc đây thì đứng coi chứ có sao đâu. Còn người hung thì chư thần lôi cổ lại cho nó nuốt, đến khi nó no thì nó cắn rẫy bỏ, cho đến khi máu chảy thành sông, thấy trôi lên nữa. Chừng đó ai muốn dứt hay thì cứ xuống ngang chợ mới mà dứt. Lúc đó 18 nước thấy vậy, đem bom to, súng lớn, đại bác, thần công, máy bay, tàu chiến đến để trừ nó. Nhưng đâu trừ được, bởi nó có phép thần thông, nên khi cường quốc đem vũ khí tối tân đến, đều bị nó phun lửa cháy hết. Rồi nó còn dùng phép bay lên hư không, phun lửa đỏ trời, làm cho các nước đều kinh sợ. Bây giờ họ mới hội kiến với nhau để tìm phương trị nó, nhưng tất cả đều bỏ tay. Cuối cùng họ mới đặt bàn cầu nguyện nhờ Phật trời cho có một bậc đức rộng tài cao ra tay cứu thế, chứ họ thì phải chịu đầu hàng. Lúc đó tôi mới đi trên mặt nước mà trở về hỏi các ông vương quốc: sao các ông có còn cách nào để trị nó nữa không? Các cường quốc 18 nước đồng đứng lên nói: thưa ngài, chúng tôi không còn cách nào để trị nó nữa. Đức thầy: nếu vậy thì các ông đứng qua một bên đi, để tôi thâu nó cho. Còn năm chèo từ khi gặp đức thầy về, nó đã lặng mất, không còn tâm dạ. Dùng thần thông kêu lên một tiếng, tức thì nó nổi lên. Từ thân hình to lớn dị thường, nó rung mình một cái, bỗng biến ra nhỏ lại, và không phải là hình con sấu năm chèo, mà là một con lông mã. Con lông mã liền chạy tới trước mặt đức thầy, quỳ hai chân trước xuống. Con lông mã này trên lưng có hàm ấn rõ ràng. Khi đó thầy lên tinh cởi nó, lông mã liền chạy đi biểu diễn, ban đầu trên mặt đất, kế chạy trên mặt nước, sau cùng chạy lên giữa hư không như ở đất liền. Sau đây là lời phụ bình. Ngược dòng sử đạo, ta thấy sự vắng mặt khá dài của đức tôn sư đã để lại cho các đệ tử trung kiên biết bao tuổi buồn đau xót. Điểm này đâu phải là thầy ta không thấu hiểu cho ta, vì ngài là một bậc thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhân sự. Hơn nữa là một cổ Phật lâm phàm thì có điều gì ngài không thông đạt. Nhưng dù cho đức Thích Tôn còn trụ thế cũng chẳng làm gì khác hơn là bởi do nghiệp quả của chúng sanh, và cũng là cơ thử thách nên phải. Đời cơ thiên địa xoay dần đến, chờ cuộc phong lôi đổi dần lành. Hơn nữa, một cuộc chọn lọc để chuyển biến con người từ hạ quân hạ mà trở lại tới nguyên thánh đức đâu phải là một chuyện giản đơn. Thế nên sự vắng mặt của thầy chẳng những ngài đã báo trước có nhiều đoạn ở sấm thi, mà còn nói riêng ở nhiều câu chuyện khác đều được đề cập đến về sự vắng mặt của ngài. Có điều ta cần lưu ý là dù tiên đạo hay Phật đạo, nếu đã thử đệ tử, tất nhiên
là phải đòi hỏi ở sự khó khổ nhẫn nại trường kỳ mới biết được sự kiên trinh bền chí của đệ tử ra sao, chứ đâu thể một sớm một chiều mà thí sinh được coi là chấm đậu hay lãnh thưởng bao giờ. Về năm chèo thì ngài cho biết: con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thẳng sầu thiết tha, chừng ấy nói vậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người đều do nên người không lo tu niệm. Cho nếu người biết thức tỉnh tu thân thì dù cuộc biến chuyển có muôn ngàn thứ nạn khổ cũng không bao giờ hại được mình, bởi ngài cho biết rằng: nếu dương trần sớm biết ăn năn làm hiền đức khỏi đường lao ly, chẳng những khỏi đường lao ly mà còn được ban thưởng xứng vị xứng nôi và được coi hội coi hà của Phật tiên chuyển lập như câu: dương trần bỏ bớt kỳ tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác kỳ gian, để sao coi hội coi hàng coi tiên coi Phật mới chẳng những thế mà còn được thấy đức thầy thâu con long ác nghiệp và hàng phục chư ban như câu: khùng mới nói chơi chư ban hàng phục, và thâu cho được con long ác nghiệp thì khắp nơi mới biết thì mến yêu. Nếu ai có đọc kinh Pháp Hoa đều thấy phẩm Dược Thảo Du thứ năm, Phật tỷ dụ ông trưởng giả thấy các con vì ý lại cha thương lo cho con mình rồi không nghe lời cha dạy. Cha biết con có bệnh nhưng không lo tìm thuốc, cha có khuyên dạy cũng chẳng nghe lời, nên ông tìm cách đánh mặt rồi dạy con ở nhà lo uống thuốc và chỉ rõ cái lợi ích của người biết dùng thuốc, cái hại của người có bệnh mà không lo uống thuốc, vân vân. Khi ông nhắm mắt, các con vì thương nhớ cha mới tìm tòi lại lời dạy của cha mà trước kia mình không nghe, nay phải khổ, phải chịu mất cha, vân vân. Từ đó họ ăn năn sám hối, lo dùng thuốc đúng liều, nên lành mạnh. Bây giờ cha về sẽ được sum họp an vui. Ông trưởng giả khéo tạo phương tiện để vừa thử thách vừa thức tỉnh con, đó chính là Đức Thích Ca Từ Phụ. Chúng ta hôm nay cũng thế, sự chấm mạnh khá lâu dài của Đức Thầy là một cơ thử thách nóng lòng, mà cũng là một phương tiện khéo léo của đấng cha. Thế nên, nếu ta biết nghe lời Thầy dạy dùng thuốc bằng giáo lý của Ngài để trị cho hết các bệnh tà quấy mê si, thì nhất định Ngài Long Hoa sẽ có mặt. Tuy Ngài nay xa cách sở thầy, sao thầy tớ gặp nhau phật cần. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 96 lộ vẻ từ bi. Năm Quý Dậu 1933, lúc Đức Thầy tuổi đời còn niên thiếu mà đã biểu lộ đức tánh từ bi cao cả, ai để tâm theo dõi câu chuyện lạ ở làng Hòa Bảo sau đây chắc không khỏi suy nghĩ luận bàn. Thời này dân cư trong làng Hòa Bảo còn thưa thớt, cỏ cây rậm rạp. Sau nhà Đức Ông một vườn tre rộng hàng mẫu tay. Đến mùa nước lên, chẳng biết từ đâu có vô số loài cò trắng tập trung về làm ổ.
đẻ rất nhiều ổ trứng, cò mẹ cò con thật đông đảo. Thấy vậy Đức ông ra lệnh cấm người nhà và người ngoài và bất cứ ai đều chẳng đặng vào vườn tre hốt trứng và bắt cò mẹ cò con. Nhờ vậy nên mỗi lúc loài cò rủ nhau về càng đông thêm. Việc này thiên hạ đồn gian đến thấu tai viên chủ quận Tân Châu. Một ngày kia ông cả có việc đến quận đường. Dịp này viên chủ quận Tân Châu liền ngỏ ý với ông cả: thưa bác cả, nghe đồn ở sau vườn nhà bác có nhiều cò trắng, vậy xin phép cho tôi phái người đến bắt một bữa về làm tiệc nhậu chơi, có được không bác cả? Đức ông suy nghĩ một chút rồi đáp: thưa chủ quận, chẳng mấy khi quan quận hỏi mà tôi chẳng đáp ứng được, tôi thấy cũng hết sức e ngại. Nhưng tôi xin quan quận suy nghĩ giải quyết dùm sự nan giải trong lòng tôi. Số là trước đây mấy tháng, loài cò này chẳng rõ từ đâu tự về làm ổ tại vườn tre của tôi khá nhiều. Tôi cũng đã cấm người trong nhà, người làng xóm không ai được hốt trứng bắt con đẻ. Bởi tôi nghĩ rằng chim cò là loài cầm thú thường rất sợ người, thế mà khi chúng làm ổ, tôi ra xem chúng chẳng hề sợ sệt chi cả. Chúng dạng dĩ lạ lùng, tôi thiết nghĩ từ hồi nào tới bây giờ chưa từng xảy ra như vậy. Rất lạ là chúng nó không hề đậu hay làm ổ ra ngoài, mà chỉ trú ngụ trong phạm vi vườn tược của tôi mà thôi. Chắc chúng nó tin tưởng có sự chở che an ổn của tôi, cho nên ngày qua tháng lại được ở yên ổn, nên chúng mới rủ nhau về làm ổ đông như thế. Thưa quan quận, chẳng những ở làng Hòa Hảo dân có tới xin bắn chim cò, mà các nhân viên ban hậu tệ lân cận như Hưng Nhơn, Hiệp Sương, Bình Thạnh Đông, Tân Huệ, Phú An cũng đều đến xin như vậy, mà trước sau tôi đều nhất nhất không cho. Tôi nghĩ chắc là có số người nào đó, bởi tôi không thỏa mãn yêu cầu ấy, mà họ nhờ đến quan quận cho người đến bắn chim cò để mở đường trước cho họ tấn tới chăng. Quan quận nghĩ coi, bấy lâu nay lũ cò mẹ cò con đều tin tưởng nơi sự chở che đình bọc của tôi, bỗng hôm nay tôi thuận để cho quan quận bắn giết chúng nó, thì quá ra tôi đã gạt gẫm bầy cò tới ở cho đông, để rồi cho người vào sát hại. Như vậy đối với chúng chim cò là tôi bất tín, còn đối với người làng nước là tôi bất quy, vì từ đầu chí cuối với ai đến yêu cầu vào vườn sao bắn, tôi cũng đã khước từ hết cái mặt. Thưa quan quận, theo tôi nghĩ ngài muốn ăn mỹ vị cao lương gì mà chẳng được, chẳng sẵn sàng không thiếu món chi, thế thì cần chi là thịt cò rất tanh hôi tầm thường ấy. Nói tới đây Đức ông ngưng nghĩ, viên chủ quận lại chưa la mà lại còn vài dòng lý sự: thưa bác cả, tôi nghe loài chim cò săn được đem nhổ sạch lông rồi rang, đem ướp vị nướng cho vàng, rồi mỗi người một con rứt thịt mà ăn, từ ngoài tới trong nhậu rượu thú vị lắm. Vậy hôm nào nhờ bác cả cho bắn một mớ để làm màu uống rượu chơi, xin bác vui lòng. Thấy thái độ cương quyết của viên chủ quận, Đức ông mới trả lời: thưa quan quận, những nỗi khó khăn tự lòng tôi như tôi đã vừa cạn tỏ, nếu quan quận quyết ý thì ngài lấy tư cách chủ quận cứ đến đó muốn bao nhiêu tùy ý. Sau đó Đức ông ra về. Chỉ mấy bữa sau, một buổi sáng vào khoảng 8 hay 9 giờ, một chiếc xe hơi từ Tân Châu đến ngừng trước nhà Đức ông. Có hai nhân viên xuống xe định vào gặp ông cả để trình lệnh chủ quận xin bắn cò. Ông cả đi vắng, họ gặp bà cả và nói: thưa bà cả, chúng tôi xin trình lệnh quan chủ quận để xin bắn cò. Nay ông đi vắng, xin bà trao lệnh này đến ông cả. Đoạn hai người ra xe, nay nịnh bì đã xuống trường rồi đi thẳng ra sau vườn. Hai người ra chưa tới vườn, bỗng họ gặp một trang thiếu niên dáng mạo khôi ngô tráng kiện khác thường, tức là Đức Thầy, đứng giữa lối đi chặn hai người lại. Ngài ôn tồn hỏi: hai ông phải là người trên quận bảo xuống bắn cò chăng? Một trong hai người đáp: phải. Rồi hỏi lại:
cậu đây có phải là cậu Tư con Bát Cả không? Đức thầy đáp: phải. Và giải tiếp: tôi nhận thấy hai ông tiền căn có chút duyên với Phật, nên vì hai ông mà tôi khuyên đây. Mặc dầu hôm nay hai ông đang thi hành lệnh trên làm việc sát sanh, nhưng thảo nào tránh khỏi ngày cộng nghiệp do luật nhân quả bất dịch bất di. Hai ông sao không nghĩ câu nhân vật giữ đồng của cổ nhân? Đồng đây là đồng tình thương, đồng cùng một bản giác. Nếu con người có tình thương thì loài chim chóc cò diệp cũng có tình trong mái ấp yêu. Nếu con người biết ham sống sợ chết thì chúng cầm điểu cũng đồng với ta vậy. Nay hai ông có thấy không, loài điểu thú cũng ấp yêu đẻ trứng nở con, lớp trưởng thành hình dốc, lớp mới nở, lớp ra lông. Nếu hai ông bắn giết mẹ cha chúng nó, chồng hoặc vợ chúng nó rồi, hai ông hãy hình dung cái cảnh chia ly tử biệt, con mất cha, vợ mất chồng, rồi đến cái chết dần mòn thê thảm cổ trứng hoặc của đàn con thơ dài là thế nào. Chắc hai ông thừa hiểu, khi vợ hoặc chồng, khi mẹ hay cha chúng bị giết hại thì trứng sắp nở kia phải ung thúi, chim cò thì phải chết đói, chết khô, rụ xác tiêu hình. Các ông bắn giết một hai con thì sẽ chết theo năm bảy con khác, hoặc đến nguyên cả ổ cả đàn chim vô tội. Thử coi cái cảnh bi thảm là dường nào. Thế thì tại sao nở đành lòng chỉ vì miếng ăn mà sát sanh hại mạng? Hai tay xạ thủ nãy giờ đứng yên nghe thầy nói tới đó, thấy đầu óc có vẻ bồi hồi cảm động, mắt họ đăm chiêu nhìn xuống, tỏ ra rất tư lự. Bỗng một trong hai anh nói: thưa cậu Tư, lời cậu vừa khuyên thật là quý báu, song bổn phận chúng tôi hôm nay chẳng gì khác hơn là phải săn cho được thịt cò để đem về mà phục lệnh trên. Xin cậu Tư biết cho hoàn cảnh này chúng tôi. Tiếp đó là hai bóng người lầm đuổi tiến bước. Đức thầy cũng bước từng bước, ngài vừa đi vừa nói: tôi vì tình thương mà phải nói, hai ông vì bổn phận mà phải làm. Do đó tôi báo cho hai ông biết trước, hai ông sẽ bắn không được chim cò nào đâu. Kế ngày rẽ qua lối khác trong vườn nhà. Câu nói đó của đức thầy khiến cho hai tay xạ thủ đều sanh nghi, vừa rảo bước. Một trong hai anh nói nhỏ với bạn mình: nghe người ta nói cậu Tư đương lên cơ thì phải. Người kia đó: anh thấy chưa, chim cò đông đặc, chúng sống chen chúc như thế này, thứ súng nhại và đạn chài này nổ ra một phát sẽ chết hàng lũ hàng đàn. Vậy mà cậu ấy nói bắn không được, đó chẳng phải là lên cơ hay sao? Lúc bấy giờ hai tay xạ thủ quả đang thấy tận mắt, cò đứng đó đây đầy dãy trên các bụi tre, lớp lớp điệp trùng, ổ trứng không đếm xuể. Có điều rất lạ là chúng chẳng hề biết sợ người, chúng tỏ ra rất tự nhiên mặc cho loài người xuất hiện. Lướt xong đến tận sầu chúng, cả hai đều đinh ninh rằng chỉ nổ ra một phát đạn ít ra cũng lượm được hàng chục con mồi. Chuẩn bị xong đâu đó họ liền cho nổ phát súng đầu, đùng 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 đùng, làm vang động cả khu vườn xưa nay có tiếng yên tĩnh nhất. Đàn cò nghe động, đột ngột chúng nhất tề bay bổng lên không trung. Chúng bay đi lượn lại, cái rồi dần dần đáp xuống chỗ cũ, không thấy con nào bỏ ổ hay bay đi loạn hàng bỏ ngủ. Quan sát kỹ, hai anh quả chẳng tìm thấy và không lượn được một con cò trong mái nào. Thế có là không? Sau đó tiếng đùng 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 thứ hai, rồi thứ ba liên tiếp. Thật kỳ lạ, từ phát súng đầu cũng như tới phát súng cuối cùng, hễ sau tiếng nổ thì đàn cò lập tức bay lên, và hễ dứt tiếng nổ một tí thì chúng lại bay về y tổ cũ. Tuyệt nhiên không có con nào bị đạn họ thương. Có điều lạ hơn nữa là hễ gốc vườn nào bị bắn có tiếng nổ thì lũ cò bay lên đáp xuống, chỗ khác không nhắm tới thì thấy con nào con ấy tỏ ra bình thản, xem như không có việc gì xảy ra. Hai người trước sau đã làm tiêu hao hết mười mấy viên đạn trong số 18 viên đã lãnh, thế mà chẳng hề lượm bắt được con mồi nào. Thế mới là
không biết làm sao hơn. Cả hai xạ thủ đều thất vọng não nề, đành mang súng dài với viên đạn cuối cùng mà lưỡi thủy ra xe. Họ bàn nói với nhau, phải chi nghe lời cậu Tư không bắn từ đầu, bị đạn còn thì rất dễ phục lệnh cấp trên. Giờ thì bị đạn đã hết mà không lượm được con chim cò gì, thất bại về sẽ ăn nói ra sao, thế nào cũng bị quở trách nặng nề. Khi cả hai tiến ra đường cảng, bỗng thấy Đức Thầy đi đến, Ngài hỏi: hai ông có biết tại sao bữa nay bắn chẳng được cò chăng? Thấy cả hai đang lúng túng chưa tìm được câu đáp, Ngài liền tiếp: hai ông vì có duyên lành kiếp trước nên gặp may mắn, nên khi đánh mười mấy viên đạn xong chỉ có một viên đạn thiệt mà thôi, còn bao nhiêu là đạn giả cả, cho nên bắn chẳng được chim cò. Từ nay về sau đừng lãnh việc sát sanh nữa. Nếu lãnh được đạn thiệt thì ôi thôi, cái cảnh đoạn trường giết mẹ bỏ con, chồng xa vợ, vợ bỏ chồng, tội ác ấy chừng nào mới hết. Thế là hai xạ thủ lại được nghe Đức Thầy khuyến thuyết về luật nhân quả một lần nữa. Trước những lời lẽ hiền hòa đầy nhân ái của Đức Thầy, cả hai đều thừ người ra như tượng gỗ. Thế vậy Ngài dục thúc: thôi, hai ông cứ yên lòng, đừng quá lo phiền về việc vừa rồi, không kết quả sẽ bị vỡ phạt. Không sao đâu, nếu thất bại việc này sẽ thành công việc khác để bù lại. Gặp hoàn cảnh ấy thì ta nên nhớ câu nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định của người xưa vậy. Hai ông hãy về đi. Hai người quên rồi sao? Giờ này mà về đến nơi là trễ giờ quy định rồi đó. Tới đây hai người liền cúi chào Đức Thầy rồi bước ra chỗ xe đậu. Anh tài xế rất đổi ngạc nhiên vì thấy cả hai nhà thiện xạ về tay không. Họ đã qua nhiều khâu chuẩn bị, phí cả buổi trời săn bắn. Theo tưởng tượng của người lái xe, sau những phát súng nổ vang dội, chắc chắn hai người đã lượm được xác chim cò đến mang không xuể. Đằng này thì quá ra công giả tràn xe khác rồi. Hai xạ thủ từ từ lên xe, họ nặng nề ngã người lên nệm êm, chậm rãi trả lời tài xế đang hỏi dồn dập về lý do về không tay trắng. Một anh nói trong não nề thất vọng: bữa nay dở quá, bắn hết đạn mà chẳng lượm được con cò nào. Thế rồi anh tài xế rồ xe thẳng đường về Tân Châu. Còn trong tâm trí hai người kia thì đầy nỗi ưu tư lo nghĩ. Họ linh cảm giờ này quan quận đang băn khoăn đợi chờ, chắc ông ấy đang sẵn sàng tổ chức các món ăn phụ để nhắm vào món chính là thịt cò. Mà cò chim ở đâu đâu? Hơn nữa trong chuẩn bị, quan quận đã mời thực khách là những đại biểu của hương chức hội tề chính xã. Chương trình như có báo trước là sau vài tiếng đồng hồ bàn việc nước việc làm là tới giờ liên quan hội ẩm, mà thịt cò chiên bơ là món đặc biệt hơn hết. Thế mà hai ta đi không về đầu như thế này, biết lấy chi đỡ đò. Trong khi cả hai đang miên man suy nghĩ, bỗng chiếc xe tới hồi trục trặc, tài xế cho dừng lại, bước ra lục lạo buồng máy sửa chữa. Hai xạ thủ cũng xuống xe xả mát. Coi lại thì nơi đây là trước đình thần Phú An. Thình lình có hai đứa trẻ từ phía sau đình chạy tới kêu nói: chú hai ơi, hai chú có súng ra đây bắn hai con chim quá lớn kia kìa, chúng đang đậu cái sao đó. Hai anh nghe báo mừng ra mặt, vội xách súng chạy ra. Quả thấy hai con chim khoang cổ to mập đáp ở ngọn cây sao khá cao. Hai anh khoát tay bảo hai đứa trẻ vô ẩn dưới mái hiên đình để mình kiếm chỗ khuất giấu mình nhắm nhía. Một anh nói vừa đủ nghe: đã hết 17 viên, không được con nào, giờ chỉ còn một viên độc nhất, chắc gì bắn trúng mục tiêu. Ra chỗ gác mũi súng an toàn ưng ý, xong yên trí lãi cò. Sau một tiếng nổ đùng, cả đôi chim lão đảo lìa cành, từ từ rơi xuống một lượt, như hai cảm tử quân đồng loạt hy sinh. Mừng không tả xiết, mỗi anh chạy lượm một con chim lớn, rồi chạy ra đường lớn, hối tài xế, mở xe chạy tốc hành, trong niềm phấn khởi chung. Về tới Tân Châu, mỗi anh xạ thủ sắp toàn ten một con mồi chạy phát vào phủ đường. Quan quận nãy giờ chờ đợi, thoáng thấy xe về lên tiếng hỏi dồn dập: cò đâu, cò đâu, sao tụi bay lâu lắc quá?
đã gần 11 giờ rồi, chỉ có hai con đó à. Hương chức hội tề vừa tan hầu, mỗi ông mỗi câu hỏi han rộn rịp, bầu không khí ồn ào thiếu ổn định. Hai xạ thủ trả lời ngắn gọn, bắn cò chẳng đặng, chỉ được hai con này. Một vị trong ban hội tề làng nào đó đưa ra một câu hấp dẫn, góp phần xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng. Câu nói của ông này vừa góp phần cứu giãn tình hình, cũng vừa để khen ngợi cho vui. Thịt cò đâu bằng thịt chim khoan cổ. Này nhé, có 10 con vịt xiêm trống tơ cũng chưa đổi được cặp khoan cổ này. Nhất là bộ đầu lòng của nó đem xào chua mà uống rượu thì tuyệt hảo. Quả nhiên cặp khoan cổ đồng loạt hy sinh, chúng đã chết đúng lúc để góp phần cứu giãn tình thế. Bây giờ thay vì bị quan khiển trách tối đa, thì bộ đầu lòng của cặp chim to lớn này trở thành món khai vị, làm phát pháo đầu cho buổi tiệc liên quan hôm ấy. Rõ thật là rượu nồng thịt béo dễ gây phấn khởi trong lòng của bao nhiêu thực khách lúc bấy giờ. Nhất là hai xạ thủ đã tỏ ra bất tài, suýt đã hỏng việc lớn của quan ngài. Đáng trách mà không bị quở phạt, trái lại họ còn được phép quan quan kể lại giữa buổi tiệc về chuyện lạ họ vừa mục kích ở tận dưới làng Hòa Hảo cho quan đầu quận và đại biểu hương chức chính xã hội tề cùng nghe. Món lòng chim khai vị cạn dần, tiếp theo chương trình là món thịt khoan cổ xào lăng và vị bún nấm củ hành tiêu thơm nước mũi. Buổi liên quan nhộn nhịp diễn ra trong không khí cởi mở sôi động. Các quan chức vừa thưởng thức món chim rừng, thêm có bồ đào mỹ tửu, tất cả vừa thích thú nghe hai tay xạ thủ thi nhau kể chuyện dài dài. Hai anh luân phiên nhau kể lại từng chi tiết mà chính họ là vai thường trực từ giờ đầu cho đến phút cuối. Từ lúc gặp cậu Tư Hòa Hảo, cậu Tư đã khuyên can như thế nào, cậu Tư đã nói nhiều câu tiên liệu những gì sắp đến, cuối cùng kết quả đưa tới điều y như báo trước, như có sự sắp xếp trước vậy. Lạ nhất là đàn cò thì đông vô số, mà chúng chỉ làm tổ sống tự nhiên trong nội phạm vi vườn nhà của ông cả Hòa Hảo thôi. Đến việc tốn hết 17 chim đàn mà chả lượm được con chim cò nào. Ly kỳ hơn nữa, ngẫu nhiên mà y như lời Đức Thầy cho biết trước rằng, nếu thất bại việc này, bắn cò không kết quả, sẽ thành công việc khác. Hai người lấy làm thích thú quay lại cuồng phim vừa diễn ra nơi ban sáng ở làng Hòa Hảo, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào. Trong buổi liên quan, ai cũng chăm chú theo dõi. Trong số thính giả hôm ấy, có ông cả Đào Thành Đô, hương cả làng Tân An, là ít ăn thịt uống rượu hơn hết. Và ông đã lắng nghe câu chuyện một cách say mê. Hai anh xạ thủ vừa kể hết câu chuyện làm cho thính giả đều ngạc nhiên, cho là việc chưa từng có. Mọi người đều miên man suy nghĩ. Riêng quan chủ quận Tân Châu, người chủ trì buổi liên quan hôm ấy thì tỏ ra diễn dưng. Chắc ở tận đáy lòng ông quận không khỏi gợn lên một sự sỉ hổ, bởi ông không đạt được ý muốn ban đầu, mà ông đã dùng quyền uy quá đáng, có lẽ bất công đối với vị hương cả ở Hòa Hảo. Thế là quan quận lên tiếng kết thúc, vừa cũng để chữa nổi thẹn thầm. Đối với tôi thì đấy là một sự thường, nên không lấy gì làm lạ, chẳng qua là phước trí tâm linh vậy thôi. Người ta không nghe một tiếng vỗ tay khi ông quận dứt lời. Bữa tiệc chưa tàn hẳn, vị hương cả làng Tân An, cụ Đào Thành Đô đã cáo sai. Thật ra trong bữa tiệc cụ ít ăn uống, xuống ghe hầu về làng, mang theo tâm sự miên man suy nghĩ về chuyện lạ ở làng Hòa Hảo mà cụ vừa được nghe kể lại. Thuộc theo lời ông Lê Văn Phú tự kho, sau đây là lời phụ bình. Theo tài liệu Phật học thì mỗi khi Phật lâm phàm để quá độ chúng sanh trong thời niên thiếu đều có lộ từ bi. Chính Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng thế, đó là để báo hiệu cho chúng sanh biết Phật đã ra đời cứu độ chúng sanh thoát khổ. Về việc đàn cò, nhận xét cốt truyện này có ba ý chính. Một, đức ông đối với bi trí dũng. Hai, đức thầy đối với một chúng sanh ăn nuốt chúng sanh. Ba, cứu đàn cò thoát chết có ý chi. Thứ nhất, đức ông đối với bi trí dũng. Trong thời kỳ đạo đức đang xuống dốc, con người cứ trụy lạc quan chơi, rượu chè, cờ bạc, chơi bời, không phải là một ai mà đâu đâu cũng thế.
Nhưng lúc ấy, ở xã Hòa Hảo lại có một ông cả khác thường. Khi đàn cò đến làm ổ trùng điệp, nào là trứng cò, cò con và cò mẹ, sao không bắt hoặc hút trứng mà ăn? Trái lại còn đùm bọc chở che nhiệt liệt. Đứng về đạo đức mà xét, ta thấy đức ông đã thể hiện đức bi. Hơn nữa, thời này là thời pháp thuộc, thế lực đang thịnh hành, nên ai có quyền thế thì người ta tìm cách để cầu thân. Trái lại khi quan chủ quận Tân Châu xin bắn cò, mà cò là loài chim rừng, thế mà đức ông dùng tài biện luận lưu loát để khuyên can ông quận đừng ăn thịt cò, là đức ông đã có đức trí. Ở vào thời pháp thuộc, tất nhiên chức vụ của một quan chủ quận là người có quyền sanh sát nắm trong tay. Nếu ai nghịch ý muốn của họ thì người đó coi như là xấu số. Thế mà đức ông lại được quan quận thành khẩn tới hai lần, nhưng ông vẫn không cho, đó là quy vũ bất năng bức, ấy là đức dũng. Điều thứ nhì, lòng từ bi của đức thầy. Khi thấy chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau, bởi vì bị vô minh che mờ tâm trí, nên chúng sanh cứ vì miếng ăn ngon thịt béo mà sát giết cùng nhau, để rồi phải chịu sự luân chuyển xuống lên mà trả nợ nần, nên phải tiếp nối cái khổ triền miên theo bánh xe luân hồi lục đạo. Thật đúng với lời của đức thầy cho biết rằng: chuyện lương trong nhân vật các loài, căn mờ âm làm điều dại dột. Bởi thế Phật mới biểu lộ từ bi, mặc dù chưa đến thời kỳ khai cơ lập giáo, nhưng cũng đánh dấu cho chúng sanh biết là đã có Phật ra đời để cứu khổ cho ta. Điều thứ ba, cứu đàn cò thoát chết, có ý chi? Có rất nhiều ý, nhưng chúng tôi xin dẫn ba ý chính. Ý thứ nhất, xác nhận linh tánh con người và vạn vật, căn cứ theo nhân sinh luận và tâm linh học, thì loài người linh hơn vạn vật. Điều đó ai ai cũng công nhận, nhưng cũng có cái chúng ta thua. Bằng chứng vào thời hạn hán, chỉ nghe tiếng con ếch kêu, ta biết là trời sắp mưa. Quả thật có vậy. Loài kiến cũng biết tha trứng dời chỗ ở khi có nước lũ. Chim hồng, chim nhạn cũng biết dày đoàn dời chỗ khi tiết trời sắp đổi. Thế thì chúng ta thua chúng nó rồi, vì chúng nó biết trước mà ta chưa biết vậy. Đàn cò cũng thế, sở dĩ chúng lũ lượt kéo đến làm ổ tại giường đức ông là vì chúng đã biết nơi đây đã có Phật ra đời, kéo đến làm ổ mà không sợ một ai. Vì đã nâng vào hồng đức của bậc Lưỡng Túc Tôn che chở cho chúng được an toàn, nên khi bị bắn, chúng vẫn bình tĩnh an nhiên, không bao giờ sợ hãi. Như vậy mới năm 1933 mà chúng đã biết có Phật ra đời tại nhà đức ông rồi, nên mới kéo đến mà nhờ sự đùm bọc chở che của bậc đại giác ngộ. Còn ta phải đợi cho đến năm 1939 được thầy ta mở đạo thuyết pháp, ta mới biết mà quy y tu hành. Như vậy là ta thua chúng nó rồi, vì chúng biết mà ta không biết. Ý thứ nhì, để cho người giữ niềm tin, bởi vì loài cò là giống chim muông mà còn được Phật bảo bọc an toàn, huống chi ta là loài người. Nếu chịu làm đúng theo thánh giáo của Ngài thì tin chắc sẽ được Phật lực gia hộ hơn vạn mỗi lần như thế nữa. Điều thứ ba, biểu lộ vạn năng. Ở vào thời kỳ cùng cuối của buổi hạ quân này, nền văn minh khoa học họ đủ sức tiêu diệt loài người, nhưng đức thầy đã ung dung cho ta biết. Đâu ngưng dòng đất trời quyết dựng đạo đời. Vậy dựng đạo lập đời là do sắc lệnh của Phật và trời để chấm dứt cái quân đen tối tàn bạo này mà lập lại cái quân trong lành và tận thiện. Nên khi dân sắc lệnh lâm phàm, Ngài đã hé lộ quyền cơ qua nhiều nơi trong sấm thi của Ngài không sao tả xiết, như là trần thế lợi danh mong tràn đời cùng
Vậy nếu ta là người trí thì nên hết lòng tuân thủ giới quy, kiên tâm tu tiến, dù gặp cảnh thiên nan vạn khổ chớ nên nản chí nao lòng, bởi ngài đã báo cho ta biết trước là ra kể này hai chữ bảo ăn cho trần thế được tâm thanh tịnh. Vậy bảo là bảo bọc che chở, còn an là an toàn mọi sự. Đức thầy chúng ta là Phật nên có đủ đức độ vạn năng để bảo bọc chở che cho ai là người thiệt tâm tu sửa. Vậy chúng ta hãy giữ niềm tin mà nghe lời dạy của ngài để được bảo bọc chở che an toàn mọi sự, để tiến đến chỗ thanh tịnh giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục chương trình băng xin trân trọng giới thiệu đến bài Khuyến Nông. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn tháng 4 năm Ất Dậu năm 1945. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi đồng bào, hỡi đồng bào, thần chết đã tràn vào Trung Bắc. Ngày lại ngày siết chặt giông nòi, lật qua các ơi báo ơi mà coi, thấy con số chết xem mọi kinh nguy. Cũng tại vì Tây Di bài kế phá hoại nền kinh tế nước ta, làm cho điên đảo sơn hà, làm cho điêu đứng con nhà Lạc Long. Bóng phúc đau cuồng phong một trận, quân phù tan khai hân bất kỳ. Còn đâu mưu khéo dài gì, còn đâu hoàng kế trong kỳ viện binh. Dầu những kẻ vô tình với ơi nước, cũng tình hồn mơ ước tự do. Tiếng vang độc mi lập mà reo hò, từ Nam chi Bắc nung lò khí thiên. Quyết phen này kết liên một khối, đem máu đào tắm gội gian sang. Giờ đây xem lại mùa màng, năm rồi miền Bắc tan quang còn gì. Chỉ có xứ Nam Kỳ béo bở, cơ hội này bỏ dở sao xong. Cả kêu điền chủ phu nông, đứng lên đừng để ruộng đồng bỏ quan. Muốn cứu khỏi tai nạn của nước, nó dạ dài là trước đầu tiên. Nam Kỳ đâu phải sống riêng, mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung. Quân đội Nhật cần dùng lương thảo, cũng phải ăn lúa gạo Nam Kỳ. Ta còn ngần ngại nổi chi, mà không cài cấy kịp thì hơi chân. Điện
chú phải một lần chiều tốn giúp áo quần giúp giống thêm lên. Muốn cho dân được lòng bền, mua giùm canh cổ là nền khuất trương. Giá mướn phải thường thường dễ ơi thở, sự ôn mưa hòa niềm nở yêu nhau. Cùng chung một giọt máu đào, phen này hiệp sức nâng cao nước nhà. Kẻ phụ ta cũng là trọng trách, cứu giống nòi quét sạch non sông. Một phen giác cuốc ra đồng, thề rằng ruộng phải được trồng lúa khoai. Mưa nắng ấy đâu này thân xác, chỉ hy sinh dầu thác cũng cam. Miệng sao cho cánh đồng miền Nam, dội vào lúa chinh gạt đam về nhà. Chừng ấy mới hát ca vui vẻ, ai còn khinh là kẻ dân ngu. Không đem được chút mấy công phu, không đem sức lực đền bù nước non. Gửi một tấc lòng son nhắn nhủ, khuyên đồng bào hãy rủ cho đông. Năm ma tay trở lại cánh đồng, cần lao nhẫn nại lạc lòng tổ truyền. Nam mô A Di Đà Phật.